ham. Một cái ham là một cái phân tử cũng khá là phức tạp. Nhưng mà cái nguyên liệu đầu tiên đó là cysteine CoA. Và còn một cái liên quan nữa là cái chu trình khác, nó cũng liên quan tới cái chu trình tạo ra ure như hồi nãy chúng ta đã thấy trong cái sơ đồ chung. Bây giờ mình nói tiếp tới là có cái sự liên quan gì giữa các bào quang ở trong tế bào với nhau, tức là giữa nhân nè, thi thể nè, bào tương nè. Thì chúng ta khảo sát, chúng ta thấy là có một số cái quá trình, ví dụ như là cái này là cái thi thể đi ha, cái thi thể. Thì trong cái thi thể có xảy ra cái chu trình khác là một, cái quá trình beta oxy hóa là hai, quá trình phosphorin oxy hóa là ba, quá trình tạo thể ceton ha, xảy ra trong tế bào nhưng mà ở đâu, ở trong thi thể của tế bào nha. Rồi cái bào tương, đây là cái bào tương, thì có những cái quá trình nó vừa xảy ra ở bào tương và cả trong thi thể của tế bào. Thì đó là cái quá trình tân tạo glucose. Cái chu trình ure nó cũng xảy ra ở hai nơi, nghĩa là nó có những cái giai đoạn nó xảy ra ở thể ti ha, thi thể đó, và có tới cái giai đoạn nào đó thì nó đi ra bào tương để nó tiếp tục. Rồi chu trình ham, tạo ham, không phải chu trình, quá trình tạo ham cũng vậy nữa, tức là những cái giai đoạn đầu là ở thi thể và cái giai đoạn sau thì nó ra bào tương. Rồi trong bào tương hay còn gọi là bào dịch thì có quá trình gì? Có sự đường phân, tức là glycolysis, tức là HDP. Rồi có quá trình HMP cũng xảy ra trong bào tương. Quá trình tổng hợp axit béo cũng xảy ra trong bào tương. Thì những cái quá trình này nó có cần tới ATP hay không? Có cần tới ATP, và ATP là được tạo ra từ những cái quá trình đã kể ra trước đó, phóng thích trong thể ti đó, phóng thích ra bào tương để bào tương các quá trình khác nó sử dụng ATP. Và đây là cái nhân của tế bào. Thì trong cái nhân của tế bào á, thì tế bào cũng có thể tổng hợp được ra ADN, ARN ha. Rồi cái NAD cộng này đó thì thực ra là ở đâu nó cũng có tạo ra hết á. Rồi cái ARN thì nó sẽ ra khỏi nhân khi mà nó được tổng hợp xong, nó đến các cái ribosome. Thì ribosome là nơi để tổng hợp các protein. Thì trong cái quá trình mà tổng hợp này đó, nó cũng có sử dụng tới ATP. Và ngoài ra ATP cũng được sử dụng rất là nhiều trong cái quá trình tổng hợp ADN và ARN. Thì như vậy là ở trên cái sơ đồ này, tuy là nó đơn giản nhưng mà nó cho chúng ta biết rằng là giữa các bào quang ở trong tế bào với nhau, giữa nhân, thể ti, bào tương, thì các quá trình nó đều có thể xảy ra. Một số quá trình xảy ra ở nhân, một số quá trình xảy ra ở thể ti, và một số quá trình xảy ra ở bào tương, cũng như một số quá trình thì xảy ra ở vừa thể ti vừa bào tương. Tiếp theo thì chúng ta quan sát cái sự cái quan hệ chuyển hóa giữa các mô với nhau. Giữa các mô thì cái chủ yếu là cái gan, là cái cơ quan nó có thể tổng hợp được các cái chất đường, rồi lipid, rồi protein này kia đó. Thì ở gan nó có thể tổng hợp ra glycogen, và từ glycogen á thì nó bị phân để mà phóng thích ra đường glucose. Glucose thì nó đi vào các cái mô khác đó. Thì các cái mô khác, ví dụ như mô cơ, thì cái mô cơ nó sử dụng glucose để nó tạo ra glycogen cho cơ. Và từ glycogen đó, đó là glycogen dự trữ, thì nó sẽ sử dụng để thủy phân, để tạo ra đường glucose, rồi thành glucose 6 phosphate, rồi chuyển hóa vân vân thành acetin CoA, rồi đi vô chu trình khác gặp oxaloacetat ha, CAC, tức là chu trình acid citric.
Rồi ngoài ra đó thì ở gan, mô gan cũng có sự tạo thể ceton từ các cái axit béo, và các thể ceton được tạo ra cũng sẽ ra máu rồi đi vào các mô chuyển hóa trở lại thành acetin CoA ha, rồi đi vào trung cách. Thì các bạn thấy đây là cái sự quan hệ giữa các mô với nhau, tức là cái gan nó không phải là nó tự tạo ra mấy cái chất thì nó xài một mình nó, mà nó sẽ cung cấp, ví dụ cung cấp đường, cung cấp thể ceton cho các mô khác hoạt động. Và các bạn nhớ là những cái mô khác đó, nó cần thể ceton nhưng nó không tổng hợp được ceton, trong khi gan đó, tổng hợp được ceton nhưng mà sử dụng rất là ít và phân phối cho các cái mô khác. Thì đó là một cái điểm mà chúng ta cần nhớ. Cái này là cái liên quan chuyển hóa giữa gan cơ. Thì có một cái điểm là ở cái gan á, khi mà nó tạo ra cái đường gluco rồi đó ha, gluco sáu phosphate á, thì nó cũng có thể là thủy phân cái gốc phosphate để mà phóng xuất ra gluco rồi tự do đi ra máu. Và cái gluco rồi đó đó ở cơ, cơ xài cái glucose đó để tạo ra glucose 6 phosphate giống như ở bên gan. Rồi glucose 6 phosphate chuyển hóa thành pyruvate, đây là quá trình glycolysis, quá trình glycolysis tạo ra pyruvate ha, rồi pyruvate để đi qua cơ. Thì nó có một cái, nói chung là những cái quá trình mà về đường phân nó có giống nhau. Có một cái điều các bạn cần lưu ý là gan cung cấp đường cho cơ, nhưng cơ có cung cấp đường được cho gan hay không? À, thì các bạn nhìn đây là các bạn đã thấy rồi ha, chúng ta không có cái mũi tên từ glyco 6 phosphate mà chuyển thành glyco, tức là cái cơ nó nhận thôi, nó nhận đường thôi từ gan nhưng nó không cấp được đường cho gan sử dụng. Lý do là vì cái cơ là cái gan này nè, nó có một cái enzyme là glucose 6 phosphatase ha, glucose 6 phosphatase thủy phân glucose 6 phosphate thành glucose. Trong khi đó cái cơ nó không có cái enzyme đó, cái cơ nó không có cái enzyme glucose 6 phosphatase nên nó không cung cấp ngược lại. Cái đó là cái điểm có khác biệt giữa gan với cơ. Quan hệ giữa gan với lại mô mỡ ha, thì đây là cái gan và đây là cái mô mỡ. Thì gan nó cung cấp glucose cho mô mỡ, thì vào mô mỡ đó thì glucose chuyển hóa thành glycerol phosphate rồi kết hợp với acetin CoA, acin CoA chứ, thành ra triglyceride. Thì triglyceride nó là cái dạng dự trữ ha, dạng dự trữ nằm ở trong mô mỡ, dự trữ chất béo. Khi cơ thể cần tới chất béo thì nó sẽ huy động cái triglyceride này thủy phân nó thành glycerol và axit béo. Glycerol sẽ chuyển hóa và chuyển vào gan dễ dàng, nhưng mà axit béo thì muốn vào gan á thì phải gắn thêm với albumin, tại vì nó là một cái chất không có tan trong nước ha, thì di chuyển trong máu nó phải kết hợp với một cái protein là albumin rồi nó mới tới gan được. Axit béo tới gan thì chuyển hóa thành thể ceton vân vân. Axit béo cũng tham gia cũng sẽ được vận chuyển ha, bởi một cái transporter, tức là cái chất vận chuyển đó là VLDL, tức là một cái lipoprotein mà có trọng lượng có một cái tỷ có tỷ trọng rất thấp á, nó chuyển trở lại vào các cái mô khác, ví dụ như mô mỡ. Đó là cái mối liên quan giữa gan và mô mỡ. Bây giờ là một cái sơ đồ tổng hợp để chúng ta thấy cái tình trạng sử dụng glucose lúc no và lúc đói. Và trên cái sơ đồ này chúng ta sẽ thấy là có mối liên quan rất nhiều,
giữa các cái mô với nhau, với đường glucose cũng như các cái chất béo mà cơ thể sử dụng như thế nào. Thì trường hợp thứ nhất là khi glucose có đầy đủ, nó được cung cấp từ sau một cái bữa ăn đó, và nó được hấp thu qua ruột non, thì nó vào máu, nó sẽ đến gan ha, để tổng hợp sang glycogen đó, dự trữ. Nó sẽ được cung cấp ATP qua cái quá trình citric acid đó, phóng thích ra CO2 và năng lượng. Thì như vậy thì trước tiên glucose khi mà được hấp thu ha, từ ruột thì nó sẽ lên gan trước. Tiếp theo thì nó cũng sẽ di chuyển đến cơ ha. Nó cũng có thể đi thẳng tới cơ mà không cần qua trung gian của cái gan. Và tới cơ thì cơ cũng sử dụng glucose để tạo glycogen cho cơ ha, để dự trữ nha, là dự trữ năng lượng. Và bản thân nó, cái cơ cũng phóng thích ra được ATP khi mà có cái sự chuyển hóa của đường glucose và phóng thích ra CO2. Tiếp theo glucose đi đâu nữa? Lên mô mỡ thì nó sẽ dự trữ, ở dạng dự trữ ha. Và cái glucose nó cũng cung cấp ATP cho mô mỡ. Ngoài ra đó, lipid được ăn từ bữa ăn á, mà hấp thu theo cái đường hệ bạch huyết nha. Lipid nó không có theo đường tĩnh mạch cửa để nó lên gan, nhưng mà nó đi theo cái hệ bạch huyết, thì nó cũng sẽ đến cái mô mỡ để tạo ra cái lipid dự trữ, tức là triglycerid á. Cái này là storage lipid, tức là cái lipid dự trữ. Rồi glucose còn đi đâu nữa không? Có, nó sẽ lên não và đến các hồng cầu, tức là hồng cầu. Thì đi vô hồng cầu á, thì glucose có một điều là nó sẽ chuyển hóa thành lactate ha, nó sẽ chuyển hóa thành lactate chứ nó không có chuyển hóa thành glycogen. Và glucose vào hồng cầu cũng sẽ tạo ra ATP để cho hồng cầu sử dụng. Còn cái glucose đi vào não thì não cần tới năng lượng rất là nhiều ha, cần tới năng lượng rất là nhiều và lúc nào cũng cần tới năng lượng, cho nên là khi glucose vào não thì cũng sẽ sử dụng cái glucose đó, não sử dụng glucose đó để phóng thích ra ATP. Đây là trường hợp mà ăn sau một bữa ăn và cung cấp đầy đủ đường. Thế thì điều gì xảy ra khi trong tình trạng đói, tức là đói tức là không có ăn đường vào ha, mà giờ trong mấy cái cơ quan á thì cái não luôn luôn cần năng lượng, cái hồng cầu luôn luôn cần năng lượng nha, cái mô mỡ thì không cần lắm, không cần thì nó sẽ cung cấp ra chất béo để vào gan. Rồi á, cơ á, thì bây giờ cơ nó cũng cần năng lượng nhưng mà không có đường thì nó sử dụng chất béo để vào, để tạo ra năng lượng. Bây giờ chúng ta xem đây, trường hợp lúc đói. Giờ mình tưởng tượng nè, trưa mình ngồi mình học tới trưa, bây giờ bắt đầu đói rồi phải không? Thì á, lại giờ sao? Ở gan, lấy glycogen từ gan ra, thủy phân thành glucose ra máu, thì glucose đi đâu? Ưu tiên sẽ đi lên não cho mình trước và sau đó là đi hồng cầu, cung cấp glucose ở hai cái chỗ này. Không có đủ glucose đó mình không có ngồi đây nổi nha, xỉu. Thì như vậy là cái não nó sẽ tiếp nhận glucose, cái hồng cầu nó sẽ tiếp nhận glucose lấy từ dự trữ glycogen. Trường hợp giờ nữa hết glycogen rồi
lấy cái gì nữa theo mấy em? Lấy cái gì? Hết glucose rồi. Lấy lipid hả? Lipid á, đúng rồi, lấy lipid. Lipid thì vô thì nó sẽ tạo ra thể ceton. Rồi rồi còn lấy một cái nguồn nữa là những cái chất mà không phải là đường mà có thể tạo ra đường, đó là quá trình tân tạo glycid. Các em đọc sách nó gọi là gluconeogenesis, có chữ neo tức là new, là tân tạo glycid, tức là tạo đường từ những chất không phải là đường. Cố gắng. Rồi thứ hai nữa là từ thể ceton đó mấy em, là từ fatty acid, acid béo. Cố gắng tạo ra thể ceton đó. Và thể ceton sẽ lên các cái mô để mà tạo ra acetin qua vân vân. Thì như vậy là quá trình lúc đói và lúc đói và lúc no nó có khác nhau ha. Hai cái hình ảnh đó, mình nhìn vô là mình thấy liền. Như vậy thì hai cái cơ quan mà ưu tiên luôn luôn cần tới năng lượng đó là cái não và cái hồng cầu đó. Sử dụng glucose từ glycogen, hết glycogen rồi sử dụng thể ceton, và sử dụng thêm những cái chất không phải là đường để tạo ra đường. Thì cái này nó các em sẽ liên quan tới cái bệnh lý mấy em học ở trên lâm sàng á nha, thì là những cái trường hợp cũng tương tự như vậy, tức là những trường hợp tiểu đường hoặc là những cái trường hợp mà không có cung cấp đường đường hoặc chuyện đói á, thì nó theo cái cơ chế này. Như vậy thì là tới đây chúng ta đã xong cái phần 1, tức là cái liên quan của các cái quá trình với nhau. Thì các cái chất mà dinh dưỡng mà chúng ta đưa vào cơ thể đó, nó không có hoạt động riêng lẻ đâu, mà nó đều có một cái sự liên quan chặt chẽ giữa các quá trình và giữa các mô với nhau, có sự liên quan hết. Giờ chúng ta qua một cái phần thứ hai khác, đó là cái phần điều hòa, cái chuyển hóa. Thì cái cơ thể nó có khả năng tự điều hòa chuyển hóa, thì nó có thể điều hòa ở cái mức tế bào, tức là cái tự cái tế bào nó điều hòa ở trong cái tế bào đó, hoặc là mức toàn cơ thể, tức là nó được chuyển hóa là nhờ một cái hệ thống, những cái hormone hoặc là hệ thần kinh vân vân, để nó đưa xuống những cái tín hiệu.